một người ăn. Nhóm hợp chất saponin của Sâm Ngọc Linh á, cùng cái bộ khung mà được đánh giá là có giá trị cao, đó là khung saponin Damaran. Số lượng mà saponin mà thuộc cái khung này đó thì Sâm Việt Nam là chiếm một tỷ lệ rất cao, nó lên đến 52 hợp chất saponin. Với Sâm Triều Tiên thì nó quanh quẩn 40 hợp chất saponin Damaran này đổ lại thôi. Có thể nói là đây sẽ mở ra một cái triển vọng rất tốt cho cái nền nông nghiệp Việt Nam, không chỉ chúng ta tập trung vào những nhóm sản phẩm mà nhiều về sản lượng như trước, mà bây giờ chúng ta còn tận dụng những thế mạnh về sinh thái, về tài nguyên về sinh học của Việt Nam. Mục tiêu là lớn nhất là phải phát triển thật nhiều sâm hơn nữa. Bây giờ với cái quy mô 470 hecta như hiện nay thì hàng năm là chúng tôi có thể sản xuất ra hàng triệu cây giống. Công ty cũng đang phối hợp với các nhà khoa học trong và ngoài nước để nghiên cứu ra những cái sản phẩm có lợi cho sức khỏe, đưa ra thị trường cho nhiều người được sử dụng.